Dạ vâng, hello, xin chào mọi người đến video trên kênh Xuân Muộn TV của mình mọi người nhá. Hôm nay mình lại có mặt ở ngày hội Tân Hoa, bây giờ đang buổi chiều mọi người nhá. Sáng là mình chưa buổi chúng ta là buổi chiều rồi, chiều lúc càng giờ ra mình hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những clip về gần 4 giờ chiều rồi. Buổi chiều thì lúc càng đông, mình sẽ đi quay toàn cảnh khu vực quanh quanh vòng để xem ngày hội hôm nay quan trang hội đông như thế nào nhá. Và mình sẽ đi quay dạo dạo một vòng ở khu vực đây, gần như là trung tâm giữa ngã ba mọi người nhá. Ở đây thì có rất nhiều các cô chú chị đang hát si song hao nhá. Ở đây thì một màu áo đen truyền thống của dân tộc Nùng mọi người nhá. Ở xung quanh này thì có rất nhiều các cô chú anh chị đang đứng hát si song hao nhá. Đây mình sẽ đi dạo một vòng ở quanh để cho mọi người cùng xem. Mình không biết cái kia đâu. Vâng đây. Biết nghe thôi, không biết dịch được đâu, dịch khó dịch lắm. Đấy nha, mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người một vòng ở quanh quanh ở khu đấy nha. Ở đây thì các chị mặc áo dân tộc rất là đẹp này. Đây ở trung tâm giữa ngã ba Tân Hoa mọi người nhé. Hôm nay ngày mùng 7 tháng Giêng. Cứ vào hàng năm vào ngày mùng 7 tháng Giêng, nhưng mà trong 2-3 năm gần đây thì do dịch bệnh Covid không có người đi chơi. Bây giờ dịch bệnh cơ bản là ổn định, bây giờ lại bà con lại đi hội trở lại như là mấy năm ngày trước. Lại chim đi, cái lại chim đấy. Đây đang quay đây, đang quay đây, là chim đây. Vâng đây nha mấy em. Vâng. Vâng, hình ảnh vào buổi chiều này thì đang em cũng đang cái YouTube đây mà. Cái quay đi. Buổi chiều trời vẫn đang nắng mọi người nha. Hôm nay rất tiếc này, hôm nay lại trời lại khá là nắng. Tôi ồm chả nhìn thấy gì. Đấy nha, hôm nay ngày hội hôm nay chủ yếu là kinh nhỉ. Các cô chú anh chị đến đây thì chủ yếu là hát song hao đó mọi người ạ. Đây nhá, vào buổi chiều này thì càng lúc lại càng có những các cặp đôi hát song hao mọi người, bởi vì là gần sắp về thì mọi người mới hát xong rồi lúc chia tay đấy. Trời nắng. Nó hẳn nó mới thâu đi. Mình sẽ quay em gái xinh cho mọi người cùng xem. Em bán hàng rất là tươi mọi người nha. Đây ở đằng này rất là đông nhá, toàn là các cô rồi các chị thôi, mặc áo tràm.
đấy, những cái đồ dân tộc. Và kia thì có anh em đồng nghiệp đang quay hát si song hao nhá. Đây đây, máy quay anh em đang quay hát si song hao. Phải nhảy thôi. Đây giờ gần tối rồi vẫn rất là đông mọi người nhá. Đây là trung tâm giữa ngã ba này. Thì nắng hơi chói mọi người nhá. Có con lần quay cực to luôn. Nhìn quay to nhỉ. Này váng này bao tiền một cân anh ơi? Con lợn của anh đến tạ hơi thôi. 99 cân. 99 cân à? 1 cân nó là của ta. Có việc. Không phải sao đâu. Ai phải đặt tư dân? Ai phải đặt và con lần quay cực to luôn, nhìn rất là ngon mọi người nhé. Chào anh nhé. Mình sẽ đi lên bên trên này một chút nữa mọi người nhá. Và đây đang buổi chiều rồi. Tại Sena mình xem là mấy giờ nhỉ? 4:15. Và ở trên này vẫn đang có một cái top vẫn đang nhảy mọi người nhé. Nhảy hôm nay ngày hội đây, có chỗ kia nhảy gần như là cả ngày rồi. Từ lúc khoảng 1 giờ chiều nhảy mấy tiếng liền rồi nhé. Vâng, ở chỗ này vẫn đang nhảy nhé, tập trung rất là đông. Không nhảy nè. Đây mọi người nhé. Vẫn đang nhảy rất là hăng say và nhiệt tình mọi người nhé. Đấy, đấy chứ bố mày. Đấy rồi, năm mới tốt thật là được nhà. Vẫn khỏe mọi người. Mày khánh à, bắt tài làm cái gì được đấy. Cảm ơn nhé. Đôi này nhảy hai chỗ. Ừ.
dắt đem tắm mình đi lông ăn mi lông đẹp mình mơ nha. Không được con bé rồi bằng được đây mọi người ở đây nhảy mình muốn chen vào trong kia một chút nhưng mà hơi khó vào mọi người nhé. Quán dâu thôi. Ừ thì quán dâu đi. Cái cây là mẹ bây giờ nhảy vượt phà khó thời vâng. Ở đây thì đang nhảy nhé mọi người nhá. Mình sẽ có một số clip nhảy trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Cái clip này mình đi quay và chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi. Trong phát để anh em xem nhá. Bác vào kênh của em xem, bác kênh Xuân Muộn TV. Trời nắng rất chói chang. Mọi người nhảy hăng say không biết mệt mỏi nhé. Anh hôm nay hò không anh? Hôm nay đi hội không nhảy à? Hôm nay đi hội không nhảy à? Anh đi xem người ta. Đi xem người ta thôi. Nó là nó có bắt khung nữa. Trên này thì cơ bản là hết rồi, hết cái đoạn chơi rồi. Đây mọi người nhé. Rồi như vậy mọi người, mình đã quay và chia sẻ cho mọi người một đoạn ở khu vực ở đây. Mình sẽ kết thúc cái video của mình tại đây và mình xin được cảm ơn mọi người đã xem cái video mình quay về chia sẻ vào ngày hội và buổi chiều đây cho mọi người cùng xem mọi người nhé.